từng bị nhấn chìm cách đây gần 45 năm, những tàn tích của ngôi làng Calio ở hồ chứa nước Monos đã bất ngờ xuất hiện trở lại do nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán kéo dài tại Hy Lạp. Sau khi trải qua một mùa đông hầu như không có tuyết, mùa hè nắng nóng khắc nghiệt, nhiều tháng ít mưa và hạn hán trên khắp Hy Lạp, hồ nhân tạo khổng lồ cung cấp nước cho gần một nửa dân số nước này đã trở nên khô cạn. Mực nước trong hồ Monos đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Khí hậu địa trung hải khô cằn của Hy Lạp khiến nơi đây đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các vụ cháy rừng trong mùa hè trở nên tồi tệ hơn, trong đó có vụ cháy rừng lan đến vùng ngoại ô thủ đô Athens vào tháng trước. Các nhà khoa học cho biết, thời tiết khắc nghiệt liên quan đến biến đổi khí hậu hiện đang thúc đẩy mực nước trong hồ suy giảm. Ngôi làng này đã bị nhấn chìm vào năm 1980 để tạo thành một hồ nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước ngày càng tăng của thủ đô Athens, cách đó khoảng 200 km. Theo giới chức địa phương, gần 80 ngôi nhà cùng một nhà thờ và một trường học tại làng Calio buộc phải hy sinh để tạo một hồ chứa nước cung cấp nước cho Athens. Tuy nhiên, diện tích bề mặt của hồ đã thu hẹp từ khoảng 16,8 km2 vào tháng 8 năm 2022 xuống chỉ còn 12 km2 trong năm nay, theo hình ảnh vệ tinh do Đài quan sát quốc gia Hy Lạp công bố. Giới chức Hy Lạp cảnh báo nếu không có mưa sớm, mực nước hồ sẽ tiếp tục giảm và vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Theo công ty nhà nước điều hành nguồn nước EDAP, mặt nước hồ đã giảm 30% trong những tháng gần đây, khiến tàn tích của một trường học và nhiều nhà tại làng Calio xuất hiện trở lại. Một người dân rời nhà khỏi khu vực từng bị ngập này cho biết, mực nước hồ Monos đã giảm 40 mét. Theo tờ Guardian, không nơi nào cho thấy rõ lượng mưa giảm mạnh ở Hy Lạp hơn hồ chứa Monos, cũng không khu định cư nào cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của hạn hán năm nay hơn làng Calio. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ứng dụng tra cứu nhanh thuốc cấp cứu. Dựa trên thông tin về tình trạng sẵn có của thuốc, các bác sĩ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, đồng thời phối hợp với các bệnh viện khác trong trường hợp cần chuyển viện hoặc chia sẻ thuốc. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống với thông tin liên kết giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn giúp theo dõi, cập nhật và điều phối nhiều loại thuốc cấp cứu. Điều này hỗ trợ các bệnh viện tiếp cận nhanh thuốc cần thiết khi đối mặt với các ca bệnh nguy cấp. Dựa trên thông tin về tình trạng sẵn có của thuốc, bác sĩ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, đồng thời phối hợp các bệnh viện khác trong trường hợp cần chuyển viện hoặc chia sẻ thuốc. Các bệnh viện cũng được theo dõi, cảnh báo tình hình tồn kho thuốc cấp cứu để có các biện pháp can thiệp kịp thời. Ứng dụng này ra đời trong bối cảnh những loại thuốc hiếm, thuốc cấp cứu thường có nhu cầu sử dụng thấp, không thường xuyên, một số thuốc chi phí rất cao. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, việc đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời và đầy đủ, đặc biệt là những loại thuốc cấp cứu đặc trị theo từng chuyên khoa, là một yêu cầu mang tính sống còn trong hoạt động cấp cứu hàng ngày của từng bệnh viện. Việc đưa ứng dụng này vào sử dụng cũng là một giải pháp cho những thách thức trên. Liên quan tới 13 học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện mới đây, trong đó đã có một trường hợp tử vong, một trường hợp chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, 11 trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến hàng loạt học sinh ở Thái Nguyên phải nhập viện. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, thì khả năng không phải là dịch bệnh truyền nhiễm hay ngộ độc thực phẩm tập thể, mà đây là những ca bệnh riêng lẻ. Ghi nhận của phóng viên chương trình sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số 11 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hiện đang được theo dõi tại khoa cấp cứu. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, tiên lượng nặng. Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, bệnh nhi đã ổn định, đến ngày hôm nay đã tỉnh táo. Đến bây giờ, tôi nghĩ em tình cảm thấy bình thường hơn rồi. Đỡ hơn. Vào viện là em mua là bất tỉnh rồi, mà gọi là hôn mê rồi. Cho nên vào đây thì là từ lúc trưa ngày 2/9, thì là đến đêm mùng 2 tháng 9 thì bác sĩ cũng tư vấn là có thể đưa lên tuyến trên. Gia đình thì cũng thật sự ra là với các em như này là hoàn toàn rất là khó khăn, nên là gia đình không chuyển viện, vẫn đồng ý em ở lại. Thì đến hết ngày mùng 2 tháng 9 thì sang sáng 5-6 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 9 thì em lại hồi tỉnh và tự dậy đi vệ sinh được. 10 học sinh còn lại đang nằm tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi. Trước đó, các cháu nhập viện với biểu hiện sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, test nhanh cúm AB, cả 10 em đều âm tính, không thấy hình ảnh bất thường trên phim chụp X-quang, các xét nghiệm khác chưa có kết quả.
hiện sức khỏe của các ca bệnh ổn định. Dạ, em thưa chị, em nhập viện vào 2 hôm trước ạ. Và lúc mà em bị là em bị vào buổi tối trước cái hôm em đi đấy. Trong người em cứ thấy mệt mỏi, em không có ngủ được, cứ khó chịu đến nóng người ạ. Ngày 1 tháng 9 là em bị sốt, bị đau bụng và sáng nôn. Đó là em nhắn tin cho thầy là thầy bảo đi bệnh viện. Thế hôm nay là thấy là nó khỏi. Đến thời điểm hiện tại với các tình trạng mà đã ổn định như thế thì ngày mai thì sẽ được làm lại xét nghiệm để đánh giá lại. Sau đó thì nếu ổn định thì đến thứ 6 các bệnh nhân thì có thể ra viện. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, theo dõi sức khỏe và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho học sinh tại ký túc xá. Trong ngày 3 tháng 9, không có thêm ca bệnh mới phát sinh. Thì trên nhà trường thì sau khi có trường hợp tử vong đầu tiên thì nhà trường cũng đã liên hệ lại với bên Trung tâm Y tế và bên CDC thì đã phun khử khuẩn toàn trường. Và cũng hàng ngày là cũng nhắc nhở và tất cả khu ký túc dọn dẹp vệ sinh cũng như là ăn uống và không được phép sử dụng những cái vật dụng mà bên ngoài để không được phép mua bán một cái gì nữa để đấy tránh những tình trạng mà những cái thực phẩm không kiểm soát được. Và còn tất cả những em ở dưới viện ấy thì cũng cắt cử cán bộ về mua cơm thì các em đang trong diện cách ly thì không được phép đi ra ngoài, cũng mua cơm về mua các đồ tăng cường thêm các cái đồ để tăng sức đề kháng đối với học sinh. Trao đổi với kênh VTC 14, Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tập trung theo dõi, giám sát chùm ca bệnh. Các mẫu xét nghiệm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để kiểm tra bạch hầu và viêm mảng não. Tuy nhiên, kết quả chưa có. Theo nhận định ban đầu của Sở Y tế, thì đây khả năng chỉ là những ca bệnh riêng lẻ dựa trên các kết quả xét nghiệm đã thực hiện tại cơ sở y tế trước đó, thì nhiều khả năng không phải dịch bệnh truyền nhiễm hay ngộ độc thực phẩm tập thể. Qua các cái kênh thông tin cũng như là các cái trường hợp ca bệnh gửi đi các bệnh viện, thế còn và công tác khám điều trị cũng như là các cái xét nghiệm thì cho đến thời điểm hiện tại với những kết quả hiện có thì ban đầu để cho đến giờ phút này thì vẫn đang nhận định đây là những ca bệnh riêng lẻ chứ không liên quan đến một cái yếu tố dịch tễ hay là một cái trường hợp dịch bệnh nào khác. Ban đầu thì chúng tôi với các cái chẩn đoán khi mà có những trường hợp cháu vào trong bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ấy, với chẩn đoán của bệnh viện là nghi đến viêm cơ tim hoặc là tuy nhiên thì với các cái biểu hiện như vậy thì chúng tôi cũng đặt vấn đề là có thể nghĩ tới các cái yếu tố liên quan khác như là phóng viên vừa hỏi. Đấy, nhưng mà qua các cái xét nghiệm thì chúng tôi đã cho làm luôn cả xét nghiệm ví dụ như là gửi bạch hầu này, viêm màng não thì đang đợi kết quả. Thế còn các cái yếu tố khác ví dụ như là ngộ độc thực phẩm này hoặc là rượu này vân vân chúng tôi cho làm xét nghiệm luôn thì cũng tất cả đều âm tính, thì không có vấn đề gì. Chiều nay, mùng 4 tháng 9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương về việc hỗ trợ, phối hợp tìm nguyên nhân một số trường hợp học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện điều trị.